huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Phong, đẳng cấp ngôi sao. Chứng kiến ống kính truyền hình đặc tả gương mặt kiên định của Cristiano Ronaldo khi anh dẫn đầu tuyển Bồ Đào Nha bước ra sân vận động 974 chuẩn bị đối đầu cùng Ghana. Đêm ngày 24 tháng 11, hẳn bất cứ người hâm mộ nào cũng sẽ nảy sinh cảm giác thán phục chiến binh tuổi 37 này. Tựa hồ chẳng điều gì có thể làm khó anh, dẫu ngổn ngang trăm mối tơ vò những chuyện trong lẫn ngoài chuyên môn. Phải thanh lý hợp đồng sớm với Man United, bị pha phạt tiền và cấm thi đấu 2 trận vì cư xử thiếu chuẩn mực với cổ động viên. Bị giới hâm mộ trong nước kêu gọi buông bỏ đội tuyển vì sa sút phong độ, Ronaldo vẫn để lại tất cả sau lưng, cùng đồng đội chiến đấu vì mục tiêu vô địch World Cup, danh hiệu duy nhất mà anh còn thiếu. Thi đấu xông xáo, có mặt ở từng điểm nóng và dứt điểm khi có cơ hội, Ronaldo chính là hình mẫu mà mọi cầu thủ cần học tập về ý thức chuyên nghiệp. Mà nhiều người cứ mặc định một cách vô căn cứ là tình hiếu thắng của ngôi sao người Bồ. Miệng đời dư luận mà, người yêu cũng nhiều, kẻ ghét cũng chẳng ít, không sao. Chỉ biết nỗ lực tuyệt vời của Ronaldo đã được đền đáp khi chính anh mang về quả phạt đền phút 61 rồi tự mình thực hiện thành công. Ronaldo nắm vô số kỷ lục ghi bàn là điều đã rõ ràng, thế nhưng để chạm tay đến kỳ tích, thuộc hàng độc nhất vô nhị bằng việc ghi bàn ở 5 vòng chung kết World Cup liên tiếp, khi đã 37 tuổi, anh đã khiến những người hâm mộ chân chính phải ngả mũ thán phục. Tôi cũng thực sự cảm động khi nhìn Neymar tập tễnh rời sân với cái mắt cá chân sưng vù. Liệu anh có kịp bình phục để tiếp tục ra sân với Brazil đối đầu cùng Thụy Sĩ 3 ngày tới? Câu trả lời vẫn còn nằm trong vùng bí ẩn. Chỉ biết rằng, Neymar kịch sĩ ngày xưa đã không còn, anh chín chắn hơn trong từng suy nghĩ. Trở thành đầu tàu thực thụ của Selecao trong chuyến hành trình chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ 6. Neymar gián tiếp góp công vào cả hai bàn thắng của Richarlison trước Serbia và chắc chắn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa nếu kịp trở lại cùng Brazil. World Cup cần ngôi sao, và ngôi sao với đẳng cấp của mình cũng cần World Cup để đi vào lịch sử.